Chào các bạn nhá. Chào bạn nhá. Chào mừng các bạn đã đến với Sám Ong Rừng. Ngày hôm nay hai cậu cháu lại tiếp tục đi tìm ong các bạn. Các bạn ơi, ra ngồi đây lại gặp một cái tổ ong, ong mật đá lấy nước các bạn. Lấy xong cắm luôn ở đây các bạn ơi. Ở đây lấy các bạn, cắm ngay đằng sau này các bạn ơi. Chưa bao giờ thấy cái tổ ong đá nó gần như thế này. Đây này, ở đây lấy chi chít luôn này các bạn. Cái tổ ong đây các bạn ơi. Đầy lỗ rồi các bạn nhé. Đây. Đây này. Đó. Tổ này ở khá lâu rồi các bạn ơi. Các bạn có thể thấy những cái miệng cửa đi làm rồi các bạn. Này. Tổ này đầy lỗ rồi các bạn. Ôi dưới thế nhỉ. Mình sẽ tạo ít khói để bổ cái tổ này các bạn nhé. Bắt đầu bổ các bạn. Khả năng cây này mỏng mỏng thì lấy dao thì bổ được các bạn nhé. Rồi đến cái bánh tổ rồi các bạn. Rồi, nói chung khá là to các bạn nhá. Rồi cho các bạn xem cái bánh tổ là dài như thế này các bạn. Ở bên trên nữa các bạn ơi. Mình nghĩ là tiếp trên này này các bạn. Đây là mình nghĩ là phải 1 mét đấy các bạn. Mật khá nhiều các bạn nhé. Đây này. Mật ở bên trong bên nắp thế này các bạn. Còn cái miếng bên ngoài này là chắc chắn là chưa có đâu. Giờ mình lại tiếp tục bổ cái chỗ này rộng ra các bạn nhé. Cái tổ ong siêu dài luôn các bạn. Cái đoạn trên này thì ăn hết mật rồi. Bắt đầu từ cái đoạn này mới có mật đấy các bạn. Đây mình đo các bạn. Đây. Rồi. 80 phần các bạn nhé. Cái tổ ong, cái tổ ong đã 80 phần các bạn. Cực kỳ là to luôn. Chỗ này còn bổ được thêm tí nữa không nhỉ? Đây các bạn, giờ thì mình có thể lấy được mật này các bạn. À, cái chỗ này là bít mật này các bạn. Siêu dài luôn. Cái tổ ong khổng lồ các bạn. Cái tổ ong đá này mà siêu to thật. Bắt đầu lấy các bạn nhé. Ôi. Mật đây các bạn nhé. Mình sẽ lọc luôn các bạn nhé. Này cái chỗ này là mật hết này. Không biết máy quay có thấy được hay không. Mà thì kiểu cái máy quay thì nhìn nó không thấy được đâu. Đấy, bây giờ cái chỗ này là mật hết các bạn nhé. Ôi cái miếng này mới khủng bố ấy. Ra nhỉ? Bị ra miếng hàng khủng các bạn nhá. Nặng thế cơ. Ôi mật đấy các bạn. Đây này các bạn. Đó, cái miếng mật siêu dài luôn. Ai nặng cái này. Đây các bạn. Đó, cái này thì lọc được. Không lọc được. Ý bê cái miếng siêu to khổng lồ luôn cơ. Các bạn nhá. Ồ. Ồ.
Đây các bạn. Xuôi. Cái đoạn trên nó ăn hết rồi các bạn. Ô bên này còn nhiều mật hết nhỉ. Ừ. Đây các bạn đây. Siêu to luôn. Đây này. Dài bằng người các bạn. Đây này. Ừ. Một miếng nó phải siêu to như thế này các bạn ơi. Đây. Đi ra lò cái miếng cuối cùng các bạn nhé. Yêu ong. Ong nhiều. Đây các bạn nhé. Miếng cuối cùng các bạn. Làm mật hết các bạn nhé. Lấy xong rồi các bạn. Lấy xong rồi các bạn ơi. Được có 3 miếng siêu to thôi. Đây cái chỗ này là mật hết rồi các bạn nhé. Đây nói chung là mật hết rồi. Có cái đoạn này là nhậu này. Có cái đoạn này là mật hết này các bạn. Mình sẽ lọc những cái chỗ cái viền bên ngoài không có mật nặng thế nhỉ. Cái miếng này thì nó phải một cân một miếng các bạn. À, mình cắt đôi ra thôi. Mật này các bạn nhá. Đây. Đó. Mật này siêu đẹp luôn các bạn nhá. Cái túi nó bé quá mình sẽ cắt nhỏ nhỏ ra các bạn ơi. Đây đây, con chú này là mật hết này các bạn. Còn cái phần nhậu này tí là anh em mình ăn các bạn nhé. Đói là ăn, có thể ăn được. Cái cục này thì kiểu gì cũng phải bổ đôi ra thôi. Đấy các bạn nhé, mật này. Rất đẹp luôn các bạn nha. Đói, rất nặng luôn. Nếu mà có mật đúng sự là nó quá là nặng. Món này lấn có tí phấn thì là mình sẽ tách ra. Như là anh em có thể ăn được. Đúng. Giờ thì là mật hết nha các bạn. Thành quả đây các bạn nhé. Sau một lúc bổ cái tổ này các bạn. Nói chung cũng khá là nhiều. Đấy. Cái mật ong đá như này các bạn nhé. Cái màu màu sẫm. Ôi ngon rồi các bạn ơi. Giờ lại tiếp tục đi tìm các bạn nhá. Mình từ khe suối này xuống rồi các bạn. Còn anh cháu thì ngồi xe xuống dưới này chờ mình. Mình ra cái chỗ này lại gặp một cái tổ ong khoái lên nữa các bạn này. Ở đây là có lấy hai cái các bạn đây. Này. Đây này các bạn đây. Đấy tiếp tục một con dài các bạn. Này. Con gì kia. Ui ra nhiều thế. Tổ này mình xác định được lên trên đỉnh này các bạn nhé. Cái chỗ này khuất ấy, không nhìn được thấy cắm vào. Giờ mình sẽ xuống dưới kia. Thoáng thoáng là mình nhòm xem có cắm vào chỗ nào. Và mình mới bắt đầu lên. Còn thằng cháu thì ở dưới kia thôi. Đang chờ mình ở dưới kia. Nhưng mà không biết có thấy tổ nào lấy nước hay không. Giờ mình sẽ lên xem tổ này các bạn nhé. Thấy rồi các bạn ơi. Mình nghĩ là trong vòng 2-3 tháng nay chỉ có cái tổ ong này là siêu khủng luôn. Đây.
Mình nghĩ chỉ có cái tổ này là to nhất trong vòng 1-2 tháng trở lại đây thôi. Chứ bây giờ thật sự là cái tổ này mình thấy quá là to đấy các bạn. Thảo nào cái tổ này lấy nước kinh khủng luôn. Đây, mình sợ nhất là cái tổ già không có mật thôi. Chứ là cái tổ này thật sự là quá là to đấy các bạn. Ôi trời ơi, ngon rồi các bạn ơi. Mình sẽ lấy cái điện thoại zoom cho các bạn xem nhé. Như con khủng long các bạn. Tổ này hàng độc rồi. Nhưng mà thật sự là không biết là mật như thế nào thôi. Chứ tổ này là quá là to các bạn. Cái kiểu tư thế này thì mình quay không thể nào thấy hết được các bạn nhé. Đây nó kiểu nó ngược sáng đấy các bạn. Này, tổ siêu to luôn các bạn. Mình đã chuẩn bị bỏ cối xong rồi các bạn. Chỗ này không có bùn nhùi các bạn nhé. Mình lấy cái củi làm cái bó khói thôi. Này thì rất là khó cháy luôn. Khả năng là mình ở dưới gốc ấy, mình sẽ đốt cháy rồi mới cầm lên các bạn nhé. Bắt đầu lên các bạn nhé. Cây này may mà có cái dây này bám lên các bạn. Lên rất nhanh luôn. Tụ ẩm. Chà bà luôn các bạn ơi. Ok vậy á. Cái tổ ong khủng long luôn. Siêu to khủng long luôn các bạn. Ôi cái bầu mật mình thấy khiếp sợ các bạn ơi. Chiều này các bạn khủng long luôn. Nào mình sẽ đeo máy để hun các bạn nhé. Tổ này thực sự là hàng khủng đấy các bạn. Quan trọng nhất là bây giờ là mật thôi, chứ là cái tổ ong này nói là cực kỳ là khủng luôn. Khủng long luôn các bạn ạ. Tổ ong. Chà bà. Để mình hùn các bạn nhé. Cái tổ ong. Hùn các bạn nhé. Ôi bị nắp trắng phòng luôn các bạn. Tổ ong chưa già các bạn nhá. Hôm nay gặp được hàng khủng các bạn ơi. Cái tổ ong áp cảnh hết rồi các bạn. Tổ ong khổng lồ các bạn. Giờ mình sẽ phát ra đã các bạn nhé. Ê trời ơi. Ô cái bầu mật các bạn. Nói là cực kỳ là khủng luôn. Mình tưởng già các bạn nhé. Không phải già đâu. Không già mới có mật các bạn nhá. Tụi này dữ đấy nhỉ. Mình sẽ đi khỏi bên này thôi. Tổ ong đây các bạn. Cái bầu mật này các bạn ơi. Đấy là khủng long luôn. Có tổ này dưới đấy nhỉ. Này nói chung là mình sẽ cắt. Chắc cắt. Ở đây các bạn. Cái bầu rất dài luôn các bạn ơi. Ở bên dưới thì là có phấn nhiều thôi. Đây. Bầu khổng lồ các bạn nhá. Cái tổ ong mày chưa già các bạn. Ôi vẫn già rồi, có sâu rồi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn có mật các bạn nhé. Đây. Cho các bạn chiêm ngưỡng cái quả bầu khổng lồ các bạn.
Đây, có lẽ là cái cổng này dưới mình sẽ cắt nhanh đi xuống thôi các bạn ơi. Bởi vì cái tổ này giữ các bạn, mình cắt các bạn nhé. Cũng không có bao nhiêu phần đâu các bạn, ít thôi các bạn ơi. Để được cái mối quả bầu. Nhộng này phí thế nhỉ. Như này cắn mới sướng các bạn ơi. Dao con thì mình lại để cái ba lô cháu Tài vác cái bao lô đấy thôi, mình không có cầm dao con các bạn. Nó đọc hết quần nữa các bạn nhé. Ui xuôi, của bầu siêu dài luôn các bạn. Đấy, bầu này mình chia lên đây thôi các bạn ơi. Ai mật này, các bạn có thấy được không nhỉ? Dầu to này cắt không, thực sự là không không sướng các bạn. Này này, toàn kéo cái bầu nát đi thôi, bắt đầu bẻ các bạn nhé. Này ôi đây, màu mật vàng nhạt các bạn nhé. Được một bầu đây, màu mật sao vàng nhạt thế nhỉ. Còn một bầu các bạn này, mình cầm hai cái túi lên thì mình khả năng mình cắt thành hai túi các bạn nhé. Bởi vì bây giờ đấy, cái chỗ này ấy, mình không thể nào cắt cho vào được rồi. Đấy các bạn, bầu to các bạn nhé. Đây, mình cho vào ba lô thôi. Tủ này dữ quá rồi các bạn ơi. Ây, dữ quá rồi, căn nhanh đi xuống này. Bắt đầu bẻ các bạn, để các bạn rất đẹp luôn các bạn nhé. Cái này không ổn đấy các bạn, nó cứ về bên kia mình rồi. Cho vào luôn hết đi, nó vướng ở đâu nhỉ. Tụi này thì ấy khủng rồi.
Thôi có lẽ là mình dừng máy đi xuống các bạn nhé. Dứa. Ây ơ. Ây ơ. Bữa này dứa quá rồi các bạn ơi. Không ổn rồi. Cứ về đốt đầu mình rồi các bạn ạ. Ây ơ. Đốt mấy phát vào đầu rồi các bạn. Mình sẽ dừng máy đi xuống đó các bạn. À, đánh xong. Cái tổ này thực sự là ăn đủ các bạn. Về sau cái tổ này phải nói là cực kỳ là dữ. Đốt như mấy khâu luôn các bạn. Đốt đầu mình choáng hết rồi. À, mình vội cho vào ba lô, mình xách xuống. Mình đeo xuống các bạn. Mình sợ nhất là bây giờ là nát hết rồi. Bởi vì xuống lên gấu ấy các bạn. Nó còn chạy các bạn ơi. Đó, phải nói là cực kỳ là dữ cái tổ này. Về sau. Đấy, thế này thì mà dữ. Mà nát thì không phải gì. Cục đầu tiên các bạn. Không nát các bạn nhé. Ở đây cứ sau có cái màu vàng, vàng óng này các bạn nhỉ. Vàng nhạt đấy các bạn. Hôm nay mình ra cái chỗ này ấy. À, có cái màu như thế này các bạn nhé. Rất đẹp luôn này. Nói chung là màu này giống y hệt là đầu mùa đấy các bạn. Mật đầy luôn này các bạn. Mật mà hôm nay thì thật sự là quá là, nói chung là đặc đấy các bạn. Bởi vì không có mưa đấy các bạn ơi. Bầu to ở đây các bạn, mình sợ là bầu này nát hết đi. Ai. Ôi, chảy nhiều mật ra thế. Ôi, bị dập này. Móp đi rồi các bạn. Đây. Đó. Bầu này nặng này các bạn. Ngon các bạn nhé. À, được tổ hai bầu các bạn. Thôi. Mình tạm để đây đã, tí mình xách xuống xuống dưới kia thôi, chứ là mình cho vào ba lô ấy. Tí mình đeo về đến xe các bạn. Nói chung là không còn cái sáp rồi. Tức là nó nát đi đấy các bạn. Bởi vì cái bầu nó nói chung là rất mềm luôn. Chỉ đè một tí thôi. Thì cái bầu nó to đùng luôn, tí còn tí sáp bằng này các bạn. À, ngon các bạn. Cắt tủ ông to thì cắt thành hai bầu các bạn nhé. Giờ mình sẽ xuống dưới kia thôi. Xem thằng cháu có thấy tổ nào lấy nước hay không. Giờ mình cũng cứ theo cái khe suối này xuống gặp thằng cháu các bạn. Tối rồi các bạn ơi. Thành quả ngày hôm nay đây. Cũng chỉ được hai tổ thôi các bạn ơi. Về sau còn thấy hai tổ nhưng mà cái ong mới về các bạn, mình không có đánh. Cái tổ ong khoái đây các bạn, mình cho vào thành một túi. Cái tổ đầu tiên là cái tổ ong đá đây các bạn. Đây. Ong đá sẽ có cái màu nó sẫm hơn các bạn ấy. Đây này. Đó, cần kiểu như đỏ đỏ đen đây các bạn. Cái ong đá thì nó sẽ đặc hơn. Ôi, hôm nay chỉ được hai tổ thôi các bạn. Tối rồi, đi về thôi. À, có lẽ video này mình sẽ xin phép dừng tại đây các bạn nhá. Chào các bạn nhá. À, buổi tối chúc các bạn xem video vui vẻ nhá. Hẹn các bạn video tiếp theo. Cảm ơn các bạn. Bye bye.